Đây là một cái chức danh Director. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Kim Chi. Kim Chi cũng mới tập trung thời gian mới làm OPM thời gian gần đây thôi, và bạn cũng đã đạt được chức danh. Và đặc biệt đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, đấy là chương trình nhân hai tốc độ, tức là bạn chỉ cần đạt được 3 tháng 21% trong thời gian gần đây thôi là bạn đã được công nhận chức danh Director. Và thay vì 6 tháng thì bạn mới nhận được cái xét thưởng 20 triệu đúng không? Bây giờ thì 3 tháng chúng ta được nhận trước, đấy là 10 triệu. 3 tháng sau bạn tiếp tục chinh phục nữa thì bạn lại đạt được 10 triệu nữa, và rất là tuyệt. Và đến bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là giao lưu với lại Kim Chi anh chị nhé. Kim Chi ơi, à đây rồi, Kim Chi đây. Rất là tuyệt. Chúng ta đã bắt được ngay Kim Chi. Phải nói là cái Zoom này hay quá anh chị ạ. Có Zoom cái là chúng ta đã có ngay một cái bắt được ngay. Đây Kim Chi đây rồi. Một cô gái rất là xinh xinh gái đúng không ạ? Ngày xưa là anh không thể nhận ra Chi, hình như là Chi sinh năm 87 sao Chi nhỉ? Dạ đúng rồi anh Linh, em Ừ, chào đúng anh Linh, em chào cả nhà. không? Ừ. Anh xem bói nào biết em sinh năm 87. Hình như là tiệm cũng sinh năm 87 đấy, chứng tỏ là năm 87 là rất là hợp phong thủy trong năm 2021 này đấy anh chị nhé. Ok, ô hình ảnh của Kim Chi đâu nhỉ? Chi hình như là tắt tắt mất cái màn hình rồi. Tắt tắt mất cái camera. Đây rồi, đây. Rồi mà. Ok, rồi, tuyệt rồi. Em có thể ngồi ngồi xa ra một chút được không, để cho cái khuôn mẫu Dạ đi. ra thêm một chút nữa được. Thêm một chút nữa. Thêm một chút nữa. Được rồi, ok. Đấy, được rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng giao lưu với lại Chi nhá. Được biết là tháng này thì em đạt được chức danh Director. Đấy là một cái chức danh rất là tuyệt trong OP. Và mọi người thì rất là cảm hứng với chức danh này. Bởi vì biết Director thì tiếng Việt của chúng ta đúng không? Có nghĩa là giám đốc. Và ngày xưa thì anh được biết đấy là em cũng làm cái công việc buôn bán ở ngoài chợ. Đó là cái công việc cũng rất là tuyệt. Những cái người rất là năng động người ta mới làm được công việc như vậy đúng không? Và đến ngày hôm nay thì bằng cái sự năng động đấy em đã làm OPM, và chỉ sau một cái khoảng thời gian rất ngắn em đã đạt được Director. Và với cá nhân em thì em có cái cảm xúc gì khi em đạt được chức danh này? À, với cá nhân em á, thì trước tiên thì em cũng cảm ơn Linh đã cho em được lên hệ thống của Sa Phương Bắc và chia sẻ với mọi người. Thì cá nhân em đạt được chức danh Director, nói chung là rất nhiều cảm xúc luôn. Mà cái cảm xúc đầu tiên mà em đạt được á, là mình được lên 21% á, là cái cảm xúc mà cũng như là nó vỡ òa với em luôn á. Nó vỡ òa luôn, nói chung là rất là tuyệt luôn. Cảm thấy mình làm khi mà lên chốt 21% rồi là mình có cảm giác như là mình không phải là mình luôn. Rất Lúc này mình là là sung giám đốc sướng. rồi mà, đúng không? Nhưng mà nhớ lại cái lúc mà mình lên 21% nó rất là cảm hứng luôn. Những cái lúc mà mình lên 18% á thì mình cảm thấy là 21% rất là xa với mình. Xa lắm, nghĩ là không có đạt được đâu. Chỉ những cái người giỏi họ mới làm được thôi, chứ mình thì không có cần cấp nè, không có kỹ năng, với lại mình vào cái công việc này thì mình cũng chưa có hiểu mấy nữa. Thì làm sao mà mình đạt được cái chức danh 21%? Thì em cũng rất là cảm ơn chị gái của mình, đó là chị Nguyễn Tiền. Chị ấy đã gieo cho em rất là nhiều nói chung là rất rất là nhiều ý tưởng luôn, nói chung là rất là nhiều cái ước mơ. Và mình nhìn được là chị gái của mình một mẹ bỉm sữa ba con thì chị ấy cũng làm được. Thì bản thân mình nghĩ tại sao mình không làm được giống chị. Bắt đầu là chị lập ra cái mục tiêu cho mình, là tháng đó chị Nguyễn Tiền có nói với chị là bây giờ em lập mục tiêu ra 21% đi, thì em sẽ có cái cảm hứng với nó. Thì chị có nói là một 21% sao xa quá chị ơi, chắc em nghĩ em làm không được đâu. Chị có nói em cứ tự tin đi, chị làm được thì em sẽ làm được. Và lúc đó là chị bắt đầu là chị nói vậy thôi, chị hướng dẫn cho em đi nha. Lúc đó là mình bám sát bảo trợ của mình, bám sát người bảo trợ của mình, và vẽ ra cái mục tiêu cùng chị, vẽ ra cái mục tiêu và dán hết cả nhà luôn. Nói Hay chung quá, chỗ nào chị cũng dán cả, thậm chí trong nhà tắm chị cũng dán luôn. tuyệt Và vời. con trai của hai hai anh con trai của chị thì cứ nói là ủa mẹ mẹ quyết cái gì mà 21% mà tôi sẽ làm được. Đó. Rồi Lắm anh đi lên anh ngay cái chị chỗ ghế ạ. làm việc, anh đi lên ngay chỗ ghế làm việc của mình, anh cũng thấy là ủa mẹ sao con thấy ở đi đâu mẹ cũng có cái dáng cái 21% tôi sẽ làm được. Tôi sẽ làm được đúng không ạ? Tuyệt vời. Tôi sẽ làm được. Cái hai anh con trai của mình không biết mình làm gì, nhưng mà cứ thấy mình là cứ sao chỗ này con cũng thấy mẹ viết, mẹ sao chỗ này con cũng thấy viết, vô nhà tắm con cũng thấy mẹ viết nữa. Hay quá.
Đó, và khi mà cái trong đúng là như người ta nói là lúc mình khi mình nghĩ trong đầu thì sẽ có trong tay. Người ta là chị hành động bằng cách là chị sẽ đi bán hàng rồi rà soát lại đội nhóm của mình và bắt đầu mình sẽ làm quen với lại những cái chị em mà lâu giờ một số chị em ít hoạt động trong hệ thống của mình gọi điện và làm thân và làm quen hết tất cả mọi người trong đó. Và cả tháng mà chia về 21% nó cũng như một cái kỳ tích vậy. Không nghĩ là mình sẽ về được. Rất là tuyệt đúng không ạ? Anh xin phép phỏng vấn em một câu như này đấy là thế thì mình cũng chốt đai tơ rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì lắm người còn nghĩ là đai tơ còn bảo công ty được thưởng còn còn không tin cơ. Thế bây giờ thì em sẽ sử dụng có kế hoạch sử dụng. Đương nhiên thu nhập của người 21% thường là thu nhập dao động trên dưới khoảng 10 triệu rồi. Và nhưng mà tháng tháng 4 này thì rất là đặc biệt với em đúng không ạ? Và em đã tháng 3 này em đã chốt được chức danh đại tơ và em được nhận thêm cái xét thưởng đấy là 10 triệu. Thì cá nhân em thì có thể là chia sẻ một chút cá nhân một chút thế nào em muốn sử dụng cái 10 triệu này cho cái việc gì ý nghĩa với lại bản thân em và gia đình không? À, em á thì nói chung là đang tiết kiệm đang 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 sử dụng cái phần đó tiết kiệm. Cái tháng lương vừa rồi là chị nhận được 16 triệu nhưng mà vẫn còn nằm trong tài khoản của chị á. Và tháng này thì chắc cũng đang bỏ quỹ tiết kiệm luôn, tại vì chưa có cần xài đến. Chưa Thế để cần xài em đến. ý định là tiết À, kiệm cũng ý định để là cũng mua một chiếc máy laptop để về làm việc cùng đội làm nhóm của mình, tại vì làm trên điện thoại thì gì? À. nó hơi gò bó một Chậm. chút, không có nhiều khi mình coi Zoom hay coi gì đó làm việc nó không có nhiều ứng dụng nhiều, cho nên cũng đang ao ước là mình cũng có một chiếc máy laptop giống chị gái của mình để mình Hay làm quá. việc nó thoải mái hơn. Ừ. Đó là phần thưởng cho bản thân của mình. Rất là tiền đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đầu tư được khoảng chục triệu thì chúng ta cũng có một cái chiếc máy tính cũng rất là ổn rồi. Đấy chị thấy không? À, là đai tơ chẳng cần phải có máy tính đâu, chỉ cần có một chiếc điện thoại smartphone là có thể lên được chức danh đai tơ rồi đúng không ạ? Và còn có rất nhiều cái chức danh khác nữa để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình trong cuộc sống. Ví dụ như là anh chị nên goal thì anh chị sẽ thực hiện những cái ước mơ đấy là có thu nhập tầm khoảng trên dưới 20 triệu. Thì đó là cái top thu nhập cao trong ở Việt Nam chúng ta. Và nếu anh chị nên được cái chức danh cao nữa, đấy chức danh đấy là Sapphire rồi Diamond, anh chị sẽ được tặng nhà, tặng ô tô, thì thực sự là chúng ta đã thực hiện những cái ước mơ rất là lớn trong cuộc đời chúng ta rồi. Và rất là cảm ơn Kim Chi đã có những cái chia sẻ rất là đặc biệt. Mọi người có ghi nhớ là bạn có chia sẻ điều gì không? Cái lúc mà khi mà bạn muốn lên 21%, bạn có ghi 21% ở khắp nơi, ghế rồi chỗ làm việc rồi thậm chí là trong nhà tắm đúng không ạ? Và ghi 21% tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được. Và Tại những vì cậu bản con thân trai mình rất là tin mình tò làm được thì mình sẽ mới có động lực mình làm. mò. Chứ lúc trước mà khi mới đầu tham gia Ori á, thì bản thân chị là không nghĩ chị có thể làm được. Nhưng mà khi mình tin mình làm được rồi thì y như là vũ trụ sẽ giúp mình đó. Thì giúp Đấy. mình. Lại là một bí quyết anh chị ạ. À. Khi bạn tin thì bạn bạn sẽ làm được anh chị nhá. Bạn phải tin. Tin có nghĩa là gì? Bạn bạn phải tập trung, là bạn phải tâm trí của bạn, bạn nghĩ là bạn có thể và bạn không sợ hãi, bạn không run sợ, bạn luôn luôn nghĩ là bạn có thể làm được. Cũng giống như là cái việc đấy là bạn làm một cái việc gì, ví dụ như là bạn đi thi mà bạn nói rằng là không làm được, sợ nó thì chắc là hẳn là bạn cũng sẽ rất dễ bị trượt đúng không? Nhưng nếu như bạn tin chắc đấy là bạn thi và bạn đỗ thì bạn có thể là rất là quyết tâm bằng cái sự quyết tâm như vậy. Và với cái điều đó, bằng cái sự quyết tâm, bằng sự tin tưởng, khi anh chị ứng dụng với lại công việc OP thì chị hoàn toàn có thể là thành công hơn nữa với lại OP. Điều đó rất là tuyệt. Và Trúc Chi sẽ sớm có những cái chân tách đầu tiên rồi sớm là chức danh đến là Goldwriter trong tương lai Chi nhá. Rất là Dạ, cảm em ơn cảm ơn Chi. anh Linh, cảm Cảm ơn cả nhà. ơn Chi, một người rất là nhẹ nhàng, dịu dàng và chia sẻ rất chân thành đúng không ạ? Rất là cảm ơn Chi. Và bây giờ thì chúng ta cùng giao lưu với lại anh chị khác nữa nhé. Chức danh Đại Tơ là một chức danh rất là tuyệt. Có khi chúng ta giao lưu chị Uyên luôn nhỉ? Chị Hạnh Uyên. Xin chúc mừng chị với mã số là 931 782 77. Chị Uyên đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau giao lưu với chị Uyên một chút nhé. À đây rồi, tuyệt quá, chị Uyên đây rồi, chị Uyên nhà chúng ta đây rồi. Chào cả nhà, chào cả nhà. Đây rồi, một người đeo kính đúng không ạ? Chắc chắn ngày xưa chị là một người rất là hiền, Dạ đúng không chị?
nói dòng Thủy đi nào. Rất là hiền mà bây giờ cũng rất là hiền. Và đến bây giờ chị cũng rất hiền. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng giao lưu với lại chị Hạnh Uyên một chút nhé. Chị Hạnh Uyên là một người mà Linh rất ấn tượng khi mà gặp chị. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, nữ tính. Chắc chắn là chị là phụ nữ rồi đúng không? Tại vì gái Huế đã vào chơi. À, gái Huế à? Ôi, gái Huế thì là tuyệt cú mèo rồi chị ạ. Đặc sản Việt Nam luôn đấy chị ạ. Vâng, ok, thế thì chúng ta cùng giao lưu với lại chị Uyên anh chị nhé. Em xin được phỏng vấn chị một chút. Đây là chị giới thiệu qua một chút về bản thân mình đúng không ạ? Uyên năm nay 41 tuổi. Uyên đầy đủ, tên đầy đủ là Nguyễn Vũ Hoàng Uyên. Uyên ở Hồ Chí Minh. Công việc chính của Uyên là kế toán trưởng. Và mọi người nhìn Uyên thì đa phần là kêu sao giống cô giáo quá. Vâng, giống lắm. Rất giống. Chị Hạnh Uyên đang sống ở làm việc OV được Sài Gòn. Uyên làm OV cũng gần được 3 năm. Vâng. Và nếu như mọi người có biết thì có ghi nhớ chị Uyên có chia sẻ một thời gian là chị cũng mới tập trung thời gian gần đây thôi. Và chị khi mà bắt đầu tập trung thì công việc của chị rất là tốt và chị bắt đầu đạt được chức danh 2%, mặc dù ngày xưa đấy là một cái vì đấy có khi là mình chẳng nghĩ đến chị nhỉ. Ừ, đúng rồi. Thế thì bây giờ thôi, thì bây giờ thoáng cái thì mình đã không phải là 21% nữa rồi mà chính là một giám đốc rồi, một director rồi. Thì chị có cái cảm xúc gì khi chị là một director ạ? Director là một cái chức danh mà đúng là Uyên không bao giờ Uyên nghĩ Uyên đạt được. Tại vì cái chức danh 21 á, cũng đã xa vời rồi. Nhưng mà khi mình lên được 21 rồi á, đúng như bảo trợ nói, tháo một cái là mình cũng cố gắng miệt mài và mình cũng chốt được cái tranh director. Mà nhờ cái chương trình nhân đôi tốc độ của công ty mình lại chốt nhanh hơn nữa. Hay quá. Đấy. Chương trình rất là tuyệt mà. Thế thì khi mà chị chốt được director rồi thì chị có cái kế hoạch gì đó chị chia sẻ một chút với phần mí mọi người là chị sẽ sử dụng cái số tiền đấy để làm gì, để sau này biết đâu đó ở đây rất nhiều người là director thì mọi người cũng rất là tò mò là muốn học theo cái điều như vậy. Nhiều lắm bảo trợ. Ví dụ như khi mà chị lên director là thứ nhất là khi mà chị đạt cái chức danh là chị đem cái thành tích đó chị khoe cho người thân chị trước. Tại vì khi chị đến với công việc này là chị cũng gặp rào cản từ phía gia đình rất là nhiều. Thì khoe cho mọi người thấy là chị đã làm được và hệ thống của chị hiện tại bây giờ là gần 100 người, trong đó có công nhân, có nhân viên văn phòng, có rồi mấy chị làm cán bộ nhà nước cũng có, mấy cô nghỉ hưu cũng có, nói chung là rất là tuyệt vời. Và trong đội nhóm chị là kết nối như chị em trong nhà đấy, rất là hay luôn. Và chị báo cái tin đó cho mẹ chị biết và tất cả người thân chị biết. Còn về nói về cái thu nhập mà chị đạt được thì chị đầu tiên á là chị sẽ tặng cho ông bà nội với bên bà ngoại một người 2 triệu để mình ghi nhận lại cái đó, tức là cái thu nhập của con tặng cho ba mẹ. Rồi cái thứ hai là chị cũng tiền của Ori là chị để tiết kiệm. Tại vì công việc chính của mình với lại thu nhập bình thường của mình thì mình trang trải rồi, còn tiền Ori là tiền làm thêm thôi thì là tiền chị để tiết kiệm. Vâng. Vậy đó bảo trợ. Và riêng ấy. Mà tiền riêng đó. Còn mình phấn đấu tiếp rồi mình còn phải mua, giống như mình mua sắm cho con mình nữa. Ví dụ chị cũng đang định mua cho con chị chiếc xe đạp điện nữa. Vâng. Nên chị sẽ có mục đích để mà chiến đấu tiếp. Hay quá. Nói chung mỗi một cái hành động, mỗi một cái việc làm nó mang cái ý nghĩa đấy. Nó đầy cảm hứng và nó có rất nhiều động lực. Em cũng nói với chị nói như thế thì em lại nhớ đến ngày xưa em có một cái nhóm bạn chơi rất là thân. Và ngày xưa em lên Niter chỉ được có 10 triệu thôi nhá, không được giống như 20 triệu bây giờ như các chị đâu. Vòng đấy thì em cũng nhớ là cho em xin chia sẻ cái bởi vì cái cảm xúc nó ùa về. Lúc đó thì được 10 triệu và cũng tính là cũng đút vào cái ví đấy, cũng ghi ra là có 10 triệu này. Ngày xưa chưa mặc quần bò, nghĩ mặc quần bò nó hay ấy. Thế nào bảo nào. Em có một cái nhóm bạn chơi thân khoảng 6-7 anh bạn nhau, rồi may mỗi cái quần bò là 500, có khi là lúc đấy là mình rút ra là may tặng mỗi bạn một cái quần bò xong đến khi rồi hay là bỏ tiền ra chiêu đãi nhóm một bữa bữa chè đá thôi, bởi vì đông lắm, ngày xưa đông khủng khiếp ấy. Ví dụ như em lúc đó là cái nhóm hệ thống của em chắc nó độ khoảng là 300-400 người ấy. Ở văn phòng mỗi người một cốc chè đá là mọi người nhân lên là phải tính đến tiền triệu rồi đấy, đúng không ạ? Thế là xong thì khi vui lắm, lúc đó rất là vui. Và
cũng tính là một triệu này thì để làm gì, một triệu kia để làm gì. Đấy đây, xin phép được chia sẻ ké một chút, bởi vì đúng là một cái cảm xúc rất là tuyệt. Đấy anh chị thấy không? Hãy đạt được chữ danh mới đi và chia sẻ lại với nhóm, chia sẻ lại với lại cái đội nhóm của anh chị, thông báo thôi là các bạn ơi, tớ đã đạt được đai tơ rồi đấy, và các bạn có thể làm được, tớ bận như thế này, chị Uyên bận như thế, chị còn làm được thì chắc là rất nhiều bạn có động lực còn mạnh mẽ hơn, còn đạt được. Em xin phép đọc một vài cái lời chúc mừng với lại chị nhá. Biểu bố mẹ để ghi nhận kết quả của con, rồi chọn cho mình một mục tiêu ý nghĩa với bản thân, đó chính là động lực để làm việc. Cảm hứng quá chị Uyên ạ. Và em chúc mừng chị Uyên, rồi chúc mừng chị Uyên, chúc mừng chị. Đấy, mỗi khi chúng ta chúc mừng một ai đó thì chúng ta cũng nhận được đâu đó hình như là con số 10% mà. Theo một cái đấy là thông điệp, hãy chúc phúc cho những cái điều mà bạn mong muốn làm được. Và anh chị ai đó muốn là đại tư không, hãy quyết tâm, hãy chúc phúc cho chị Uyên, chúc phúc cho Kim Chi. Và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nhiều lắm thôi đấy, thì em xin phép là rất là cảm ơn. Bảo trợ cho nói chị 5, dạ. Bảo trợ cho chị 5 phút nữa chị chia sẻ cái vấn đề này. Chị chia sẻ. Tại vì bảo trợ biết sao không? Dạ. À, khi mà bảo trợ cho chị lên sóng là chị cũng rất là cảm ơn, và giống như cũng cảm ơn tới bảo trợ của mình là Văn Mạnh, bảo trợ tới chị Hiền Phạm, bảo trợ Đằng Lê, thì chị gửi lời cảm ơn. Và chị cũng muốn đóng góp một chút xí về cái kỹ năng chị làm việc trong cái tháng này để cho đấy, các chị em ở đây. Em cũng rất thích chị chia sẻ cái điều này đấy. Thì vâng, thì chúng ta cùng lắng nghe cái bí quyết để chị Uyên có thể đạt được cái điều như này nhé. Vâng, xin mời chị ạ. Tức là theo như cả nhà mình biết là cái công việc của mình là mình sẽ tập trung doanh số đầu tháng, thì Uyên cũng nghe lời bảo trợ lắm, ngoan lắm. Là ngày từ ngày 1 tới ngày 5 là đạt 4.000. Rồi từ ngày 5 trở về đi là mình tập trung quản lý làm việc nhóm rồi tuyển dụng rồi. Nhưng mà Uyên là kế toán trưởng ngành kế toán, nên chi là cái tháng 3 này là cái mùa quyết toán thuế rất là bận, nên chi Uyên thả lỏng cho từ ngày 5 cho tới ngày 19 là Uyên chỉ tăng được có 1.200 thôi. Là Uyên ấn tượng nhất con số 5.220 BB. Nhiều khi nói chắc bảo trợ cũng muốn hỏi mình, ủa Uyên ơi, chị Uyên ơi, chị có chốt 21 không? Vâng. Nhưng mà bảo trợ cũng không hỏi. Nhưng mà chị biết là bảo trợ muốn hỏi lắm. Nhưng mà thật ra chị cũng nói với bảo trợ yên tâm đi, chị sẽ về 21. Đó là tự hứa với lòng và tự đặt cái mục tiêu cho mình, là mình nói với mọi người luôn để cho mình làm cho được. Đấy, là ngày 19, ngày 20 chị vẫn có, chỉ có 5.200 BB thôi. 5.220 BB. Mà không biết làm cách nào luôn. Tại vì nhìn trong nhóm nha, là các bạn, mục tiêu của các bạn á, là cao quá thì với không tới, mà thấp thì đã xong hết rồi. Đấy, nên chi là Ngọc đóng cửa rồi cho mẹ. Nên chi là thật sự là không biết làm gì luôn. Thì nhưng mà khi mà mình quyết tâm rồi đó, mình quyết tâm mình làm rồi, đúng như là vũ trụ họ hỗ trợ mình và tất cả mọi người hỗ trợ mình đó. Từ ngày 20 cho tới ngày 26, một ngày chị tăng 800 tới 1.000 BB. Tới ngày 26 là chị chốt đúng 10.000. Chị rất là, nói chung là rất là cũng nể phục mình. Tại vì như mọi người hay nói, con người mình có một cái sức mạnh rất là phi thường. Khi mình quyết tâm mình làm là mình sẽ làm được. Và chị tin cái điều đó luôn. Thế thì chị quyết tâm như thế nào? Nhân tiện chị chia sẻ thì chị quyết tâm như thế nào? Chị phải nộp tả hết để cho mọi người biết được. Tức là tại vì nói tức này, tháng này phải chốt để mà mình chốt cái director. Vâng. Thì quyết tâm là phải về, tại vì chị là chị lên tháng 10, thì chị lên tháng này nữa là 5 tháng là chị chốt giai đoạn 1 của cái chương trình nâng cao tốc độ, mà tháng sau là chị chốt luôn 10 triệu của 20 triệu đó. Đó, thì chị nói tháng này là phải chốt, tại vì bảo trợ đặt kỳ vọng cho mình rồi, và công ty cũng đã ra cái chương trình để hỗ trợ cho các nhà phân phối rồi, thì mình không có lý do gì mà mình không có chiến cả. Tuyệt vời. Nên chỉ là chị hạ quyết tâm là phải làm, dù điểm nè, điểm cũng không có hỗ trợ mình, BB lúc đó cũng rất là thấp. Các bạn trong nhóm là các cái nhóm, các leader đều là mục tiêu nhỏ thì đạt rồi, mục tiêu lớn thì với không tới, không thể nhìn ở đâu mà tăng BB cả. Đó, nhưng mà cuối cùng vẫn làm được. Chị chia sẻ mỗi ngày chị tăng trung bình độ khoảng là trên dưới 800 BP đúng không ạ? Ừ. Tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta thực sự quyết tâm anh chị ạ, thì kiểu gì đấy, con người chúng ta có một cái sức mạnh, dường như chúng ta có một cái gì đấy liên quan đến vũ trụ đấy anh chị ạ.
Chị Uyên cũng nói vũ trụ, Kim Chi cũng nói vũ trụ, và hình như là ai cái cũng đó nói có đó mọi người cứ nói chung cứ gửi thông điệp đi cho vũ trụ là nói chung là sẽ được vũ trụ hỗ trợ chắc chắn luôn. Vũ trụ là ai đúng không ạ? Thì chị Uyên chưa nói. Cái anh nào đó không biết, nhưng mà cứ gửi đi. Vâng, rất là cảm ơn chị. Và chị còn chia sẻ với lại chúng ta cái doanh số đầu tháng rất là quan trọng anh chị nhé. Thì trong cái thời gian này, cũng là cuối tháng rồi, nhân đây thì cũng nhắc nhở qua một chút. Đấy là chúng ta biết tập trung vào doanh số đầu tháng. Hãy quyết tâm doanh số đầu tháng thật là tốt anh chị nhé. Đó là một trong cái tham số để giúp chúng ta đạt được mục tiêu đây anh chị ạ. Một trong tham số quan trọng nhất để giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Thì chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm anh chị nhé. Em rất là cảm ơn chị Hạnh Nguyên đã dành thời gian chia sẻ, và em rất thích cái sự nhiệt tình của chị. Em rất thích những cái sự chia sẻ của chị, và ở đây mọi người cũng rất là chúc chị ngày càng thành công hơn nữa với công việc kinh doanh OP. Mọi người rất là tin chị. Mạnh vừa rồi cũng có nhắn là Mạnh rất là tin chị, nhưng mà cũng không có nói đấy chị ạ. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Và bây giờ thì chúng ta cùng giao lưu với lại. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng giao lưu với lại một nhân vật tiếp theo nhé. Vinh danh gái nhỉ, anh chị nhỉ? À, chị Hồng à. À, xin chúc mừng chị Lê Thị Hồng. Chị Hồng ơi, chị nhận được giải thưởng là 20 triệu đồng. Và chị Hồng Hồng với nick Facebook là Hồng Hồng, chị nhé. À, đây rồi, chị Hồng đây rồi. Chị Hồng rất là bận rộn anh chị ạ. Một cô gái xin xin chào Bảo Trợ Đăng Linh và cả nhà mình. Nãy giờ nghe chị em chia sẻ mà Hồng cảm thấy thực sự rất là xúc động. Vâng. Cảm giác cũng lâng lâng vui cùng với cả nhà. Chị Hồng đằng sau là rất nhiều rượu, đâm ra là mọi người không phải là chị say rượu mà lâng lâng đâu. Rất là nhiều rượu, nhưng mà Hồng không biết uống rượu. Ok, Bảo Trợ Đăng Linh và cả nhà thì Hồng cũng xin phép được tự giới thiệu về mình nhé. Tại vì ở đây cũng rất là nhiều anh chị em biết Hồng là mẹ bỉm sữa 4 con rồi, rất là nhiều con, đông con nhất hệ thống của mình luôn. Và một số anh chị em thì chưa biết nên là Hồng cũng xin phép được tự giới thiệu. Mình tên đầy đủ là Lê Thị Hồng. Mình nick Facebook của Hồng là Hồng Hồng. Hồng sinh năm 1983. Thì hiện tại Hồng là mẹ bỉm sữa 4 con và Hồng đang sinh sống và là kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Rất là giọng thì rất rõ ràng, đúng là một cái người làm kinh doanh đúng không ạ? Và không những kinh doanh đâu, kinh doanh thành công anh chị ạ. Chị thôi chẳng nói gì, nhìn chị cũng biết là một người gọi là có tiền rồi đúng không ạ? Thì báo chuyện Đăng Linh. Vâng, ok, đây chúng ta hôm nay nói chuyện về OFM, không nói chuyện về tiền, không nói chuyện về rượu, chúng ta cũng không nói chuyện về bốn con đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta nói chuyện về Director, và rất là chúc mừng chị là một trong thành viên của hệ thống đạt được chức danh director. Và hôm nay chị em ta cũng có một chút cái khoảng thời gian giao lưu và để chia sẻ truyền cảm hứng với lại mọi người đúng không ạ? Thì khi mà chị đạt được chức danh director thì chị có một cái cảm xúc gì thì với lại chức danh này và công việc OP? Ok, Bảo Trợ Đăng Linh, thì đầu tiên cũng cho Hồng xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh chị em Bảo Trợ cấp cao trong gia đình Sao Phương Bắc của chúng ta, và Bảo Trợ Hà Bùi, người luôn đồng hành cùng chị và tất cả các anh chị em trong hệ thống, đã giúp Hồng có được cái kết quả kinh doanh như ngày hôm nay, là đã được chốt được chiếc danh director. Thì Hồng cũng nói chung là cảm giác thì rất là sung sướng, và nói chung là khó tả, cũng giống như mọi người bảo là khó tả. Rất là khó tả. Thì Hồng nhớ là đúng ra là cái mục tiêu của Hồng là ngày 20, Hồng nói với Bảo Trợ của Hồng là Hà ơi, ngày 20 tháng này là chị sẽ chốt director. Đấy, thì đúng cái ngày 20, cái ngày trước đó là ngày thứ bảy chủ nhật, Hồng nhớ là vướng hai ngày thứ bảy và chủ nhật nên là Hồng chốt sẽ chậm hơn. Thứ bảy chủ nhật đấy là Hồng đặt hàng, Hồng nhớ là nó có bị trục trặc vấn đề về mạng một chút, thành ra là kéo dài đến ngày 11 giờ rưỡi đêm ngày 22 là Hồng chốt director. Và Hồng rất là cảm giác thực sự là rất là sung sướng và xúc động luôn. Thì Hồng, hai chị Hồng với Hà có nói chuyện với nhau, bảo Hà ơi chị chốt rồi, mừng quá. Bây giờ chị nói chuyện với em mà chị nói rung nè. Mà hả, chị rung quá đi thôi á, mà cái miệng chị nói lấp bắp. Nói chung là vâng. Nói chung thực sự là rất là khó để mà diễn tả được cái cảm xúc đó. Vâng. Hồng,
Hồng vui, Hồng vui và Hồng hồi hộp hơn là cái khi Hồng đi lấy chồng. Lấy chồng thì là đã được dự đoán trước rồi, đúng không ạ? Yêu nhau rồi. Bà cũng hồi hộp, hồi gọi là nói lúc mà cái lúc mà Hồng mua được cái nhà đó thì lúc đó mà nhiều khi mà về chồng Hồng báo cho Hồng còn cảm thấy không có bất ngờ và cảm thấy vui bằng cái khi mà Hồng chốt register đó là bảo trợ Linh. Vì sao theo chị thì vì sao lại Dieter mặc dù là giá trị nếu xét về tiền thì làm sao bằng cái nhà, đúng không ạ? Thì em nghĩ là chắc là công việc này nó có một cái tình cảm gì đấy, đúng không ạ? Một cái gì đấy rất là nỗ lực, cố gắng liên tục và trong đây còn có rất nhiều cái người mà mình rất là muốn giúp đỡ, đúng không chị? Thì với chị thì đó là tại sao chị lại có một cái cảm xúc rất là đặc biệt khi là một Dieter. Ok, bảo trợ Linh thì đơn giản như thế này, công việc này là công việc làm thêm, còn mấy công việc kia cái con những cái mà mình mua được hoặc gì đó là mình mua bằng công việc mình làm chính của mình, công việc làm chính, nên là công việc của mình ấy là công việc làm thêm, mình làm tranh thủ thời gian rảnh rỗi thôi mà mình lại có được những cái khoản thu nhập như thế này. Thì mình suy nghĩ nếu như mà mình không làm còn thêm những cái công việc này thì thời gian nó cũng sẽ chết đi, nó sẽ bị lãng phí đó. Thì mình nghĩ là mình cảm thấy công việc chính của mình này, mình chăm sóc 4 con nhỏ mà mình làm được công việc chính mà ngoài ra mình còn có khoản thu nhập như thế này đó, thì mình rất là biết ơn và rất là trân trọng luôn. Mà trong khi mình lại suy nghĩ thế này, Hồng lại suy nghĩ này, bây giờ ấy, người ta đi làm công ăn lương cực quá, một tháng như vậy người ta làm chỉ có 5 triệu đến 6 triệu mà thôi, rất là vất vả. Thì theo Hồng biết được là có nhiều người làm công nhân ấy, khát nước thậm chí không được uống và điện thoại thậm chí không được nghe, rất là cực luôn. Mà một tháng như vậy chỉ có 5-6 triệu. Mà trong khi bây giờ mình chốt được register mà mình được tổng thu nhập như thế là 30 triệu luôn, cả lương và cả xưởng, Hồng chưa tính tiền lời nhé. 30 triệu. Thì Hồng mới bảo là với cái mức 30 triệu thế này nè, ở ngoài kia rất là nhiều người, người ta đi làm cực khổ như vậy mà người ta không có được, bây giờ người ta có một khoản tiền như mình như thế này thì người ta làm được rất là nhiều việc, người ta giải quyết được rất là nhiều việc cho gia đình. Đấy, thì Hồng nghĩ là cực gọi là Hồng rất là biết ơn cái công việc tại Oriflame mình luôn, mang lại cho mình rất là nhiều giá trị về thu nhập, giá trị về gọi là tình cảm con người đấy. Hồng có những cái mối quan hệ chị em rất là thân thiết, giống như chị em trong một gia đình đó. Thì rồi Hồng có được những cái cảm xúc của người khách hàng mà sử dụng sản phẩm Wellness, họ khỏe mạnh hơn, họ biết ơn Hồng đấy, họ cảm ơn Hồng, thì thực sự là rất là nhiều giá trị mà công việc này mang lại cho Hồng. Thì điều đó là cái điều mà Hồng rất là trân trọng và biết ơn. Rất là tuyệt. Em nghe chị chia sẻ như vậy là em cũng cảm thấy có một cái điều gì đấy rất là chung ở đây. Mọi người đều kinh doanh Wellness và mọi người đều có một cái gì đấy về liên quan đến cái việc đấy là làm việc bằng cái sự chân thành, bằng cái tình cảm. Và em rất thích cái hình ảnh các chị em cái hôm vừa rồi ở Hồ Chí Minh, đội nhóm Bùi Hà, chị em Bắc Nam gặp nhau trò chuyện như là rất là thân nhau, bởi vì đơn giản bởi vì hôm nào các chị cũng có nói chuyện với nhau, đúng không chị? Đấy. Và chị có thể tiết lộ qua một chút là kể từ cái lúc mà chị làm Orphame và chị cái số tiền mà chị tiết kiệm được từ Orphame là bao nhiêu tiền? Thì cái năm 2000 cuối năm ngoái là Hồng tổng lại cả tiền lời bán lẻ, nói chung Hồng bán lẻ cũng rất là nhiều, và Hồng nói bảo trợ Linh với cả nhà mình ấy là Hồng nhìn chỗ nào Hồng cũng thấy tiền luôn ấy. Thực sự luôn, làm với Ori thực sự là chỗ nào Hồng cũng thấy tiền. Thứ nhất là tiền bán lẻ 2-3% nhé, tiền lời nhé. Ngoài ra những cái phần quà tặng ấy mình xài cũng thích, mà mình đi bán mình cũng có lời luôn. Thì Hồng cũng chia sẻ nhỏ về cái ngày hôm nay nhé. Thì là có khách hàng đến, đó là Hồng cũng bán được một cái hộp kem mà dưỡng da mà Hồng lấy quà đấy, Hồng bán được 500.000 đó. Nói chung là cái chị đó bán mấy sản phẩm thôi là đã có tiền triệu rồi. Thì như thế là mình đã thấy cái hộp kem dưỡng da đó là mình đã được lời 400.000 rồi đấy. Thì Hồng có tích lũy tích kiểu thành đại như thế. Thì cuối năm ngoái thì Hồng tổng lại là được 200 triệu. Nói chung là những cái lặt vặt nho nhỏ là Hồng không có ghi lại là được 200 triệu đó cả nhà. Và từ tháng 1 cho đến bây giờ thì Hồng chưa có ghi. Tháng 1 vừa rồi là hơn 10 triệu đấy, thì Hồng chưa có ghi vào sổ. Thì tháng này nữa là Hồng mới ghi vào sổ. Tháng 1 là tiêu Tết, ăn chơi. Vâng, hay quá. Năm vừa rồi là chị Hồng chị Hồng không những là chỉ thu nhập từ cái việc đấy là trả qua ATM đâu chị. Chị Hồng còn bán lẻ rất là giỏi, nên chị Hồng có tất cả thu nhập đấy chị nhá. Tính ra trung bình là mỗi tháng là chị cũng đã có thu nhập loanh quanh khoảng đâu đó khoảng 18 triệu một tháng với Orphame năm vừa rồi đấy. Và năm nay thì khi mà làm Dieter này lại còn có thêm cái thưởng này thưởng kia, em cũng còn nhiều hơn chị nhá. Đấy.
Rất là tuyệt chị ạ. Mình và... mình bán lẻ nhiều cũng là một cái lợi thế. Và... thứ nhất là giúp mình tăng thêm cái nguồn thu nhập. Thứ hai nữa là mình sẽ tăng được cái số lượng khách hàng và cũng là cái nguồn tín dụng gọi là rất là tuyệt vời luôn đấy. Vâng. Tín dụng từ khách hàng. Đúng rồi. Rất là tuyệt. Đấy chính là cái định hướng trong cái công việc kinh doanh của chúng ta trong thời gian này. Chúng ta có chia sẻ và tuyển dụng khách hàng. Chị Hồng còn có một cái phần nữa cơ. Chị còn nhớ không? Em còn nhắn riêng chị rồi đấy. Vâng. À, okay. Vâng. À, chú đưa chị ạ. Chị đợi sau cái giây phút này nhé. Rất là cảm ơn chị Hồng đã dành thời gian chia sẻ với mọi người. Và bây giờ thì chúng ta có thể là tạm thời chia tay chị Hồng một chút đúng không ạ? Đấy, ở đây mọi người rất là ngưỡng mộ chị. Em chúc mừng chị Hồng siêu quá, chị Hồng siêu thế. Nói về chị Hồng em rất ngưỡng mộ chị. Công việc gì chị cũng làm tốt, giỏi việc nước, làm việc nhà. Đấy. Chị mà làm lãnh đạo thì nước mình được nhờ đấy chị ạ. Ôi giời, Linh. Cảm ơn bảo trợ Linh. Vâng. Hồng cũng gọi là bây giờ cũng đã là cuối tháng, chuẩn bị đầu tháng doanh số rồi. Thì vâng. Hồng cũng muốn nhắn nhủ và gửi lời chúc tới toàn thể anh chị em chúng ta ngày hôm nay thì chuẩn bị thật là tốt cái doanh số đầu tháng để mình có một cái tháng tư kinh doanh thật là thuận lợi và bùng nổ thật là nhiều cái chức danh mới hơn nhé. Vâng, rất là cảm ơn chị Hồng và đấy cũng chính là một trong cái phần định hướng của chúng ta đấy anh chị ạ. Ok ạ, em cảm ơn chị và bây giờ thì chúng ta cùng giao lưu với lại một dieter cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay anh chị nhé. Đấy chính là chị Nông Thị Thùy, một cô giáo đến từ Lạng Sơn. Và chị Thùy có mã số là 92876237 và xin được chào đón lên đây chị Thùy. Chị Thùy ơi, chị Thùy có thể bật tiếng giúp em được không ạ? Cô giáo Thùy à, đây rồi. Đấy, nói chung là các anh chị là 21% là dieter là không tháng. Ới cái là kết nối được ngay đúng không ạ? Xinh gái quá chị. So với này cái ngày mà em gặp chị trên đây như là chị Thùy hơn. Chị Thùy nhỉ? Alo. Vâng. Cả nhà nghe thấy chị nói không? Có nghe thấy chị ạ. Vâng. Và bây chào giờ cả nhà chị cũng được phỏng vấn chị rất là nhanh. Bây giờ đêm cũng khuya và trời cũng rất là tối rồi đúng không ạ? Bây giờ em xin phép được phỏng vấn chị một câu hỏi, đấy là chị có cảm xúc gì đặc biệt khi chị nên được chức danh, chốt được chức danh dieter giám đốc kinh doanh chị? Thực ra thì mới đầu thì mục tiêu của chị là ngày 25 chị chốt cơ đấy, nhưng tuy nhiên ấy, thì nhóm của chị cũng nhiều bạn ấy đầu tiên cũng có mục tiêu nhưng sau đó là vì một số lý do thì các bạn đấy cũng không chốt mục tiêu. Vâng. Đấy, thế là chị đến tầm khoảng ngày 19 thì trong khi đó chị có mới có 5.400 thôi. Đấy, chị cũng nghĩ là mình chắc mình cũng không về được đâu. Vâng. Đấy, sau đó thì cũng có bảo trợ trang cứ bám sát, sau đó là cứ hai chị em cứ động viên nhau ấy. Vâng. Bảo là chắc là sẽ làm được, tức là vâng. Chị cứ làm mọi cách thôi. Nhưng mà trong khi đó tháng này chị bán được tầm hơn 3.000 BP, chị cũng wow. Không nghĩ là mình bán được như thế đâu. Đấy, tại vì là không ai làm cho nên người nó là phi thường đúng không ạ? Chị cũng không nghĩ mình bán được nhiều như vậy, tại vì là đầu tiên mục tiêu của chị là bán 1.500 thôi. Đấy, vâng. chị nói với Trang là chị bán 1.500. Sau đó thì mọi người thì cũng có công việc chính này, sau đó một số lý do thì các bạn đấy không tập trung được ấy, thì chị cứ một mình chị bán, xong rồi chị tính đến giờ chị cũng nếu mà tính lên thì chắc cũng được tầm hơn 3.000 DP đấy, mà đây là một cái con số mà chị không tưởng tượng em được. Em thấy quá là khủng chị ạ. Như giáo nên thế thì đấy lại nói chuyện về dieter thì lại hay nói chuyện về tiền lắm. Thế nên là khi mà chị nhận được cái xét thưởng 20 triệu như vậy thì chị có thể chia sẻ qua một chút về kế hoạch là mình sẽ gom góp cái đồng 20 triệu đấy như thế nào, làm gì? 20 triệu này á, thì chị nói với chồng chị rồi, chị bảo là nếu mà em có 20 triệu thì anh sẽ dùng vào số tiền mà làm gì đấy. Anh bảo là anh chỉ cần 2 triệu để anh làm mua cái hàng rào để mà vây lưới xung quanh cái vườn đấy. Đấy. Trốn à? Bảo là lấy 2 triệu để anh chỉ cần 2 triệu thôi.
Xong rồi chị cũng lúc đấy thì chị cũng không không nghĩ, cũng mục tiêu là tháng này chị sẽ chốt rồi, nhưng mà chị cũng nói với chồng là nếu mà em có 20 triệu thì anh sẽ lấy dùng số tiền đó vào công việc gì. Vâng. Thì anh bảo anh chỉ lấy 2 triệu thôi. Thế là mua một cái rào đúng không ạ? Rào sắt đúng không ạ? Đấy. Cái rào chị... mà mắt cáo ấy, đấy. Vâng, thì đấy. Rào vườn thôi. Và chị sẽ đặt một cái biển gỗ là o phê mơ hạnh tài trợ, gọi là hàng rào này đúng không ạ? Đấy. Hay lắm, rất là ý nghĩa. Em sau này mà cứ được thưởng cái gì này, em có thể mua một cái gì đấy, xong em ghi chữ o phê vào đây cho nó ý nghĩa. Chị mà có hàng rào hoa phim là độc nhất vô nhị đấy chị ạ. Hay đấy. Thế ngoài ra thì chị còn muốn sử dụng cái tiền đó vào làm cái việc gì không? Để sau này các chị em còn lên được. Chắc là chị sẽ mua một cái tủ lạnh, thì đúng lúc cái tủ lạnh nhà chị cũng đang có vấn đề. Rất tuyệt đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta đạt được một cái, nhận được cái số tiền thưởng như vậy đúng không ạ? Và chúng ta hãy làm những cái việc mà chúng ta muốn làm, nó rất là ý nghĩa cuộc sống chúng ta đúng không ạ? Một chiếc tủ lạnh hoặc là một cái điều gì đó đúng không ạ? Thì với cá nhân chị thì chị thấy là, em thấy là khi mà chị có thể chia sẻ qua một chút về cái sự quyết tâm của chị trong cái tháng này được. Bởi vì em thấy là chị cũng có lúc chị cũng quải đấy, chị cũng không muốn đạt được đâu đúng không ạ? Bởi vì có 5.400 mà cũng đi được đến 2/3 chặng đường như vậy thì cũng có vẻ như cũng mạo hiểm đấy. Thế như sức mạnh ở đâu mà chị có thể là đạt được cái... Lúc đó thì chị cũng nói với Trang là tại vì là bây giờ các... Đầu tiên thì các bạn đấy có mục tiêu, nhưng bây giờ các bạn đấy là có việc không có mục tiêu rồi, thì chắc là chị cũng phải chiến một mình, chị bán thêm thôi. Đấy, thì chị sẽ tập trung vào bán, thì bắt đầu là chị liệt kê danh sách khách hàng ấy. Vâng. Sau đó bắt đầu là chị kết nối với những khách hàng mà họ đã sử dụng WordNet này, hoặc là sau đó tiếp nữa là chị cũng inbox cho những bạn bè thân thiết bảo là tháng này là tháng cuối cùng tớ chốt cái chức danh ấy. Đấy, nên là tớ còn thiếu doanh số thì tớ nhờ bạn giúp tớ vài sản phẩm hoặc là giới thiệu giúp tớ bán hộ tớ. Thì các bạn đó nói như vậy thì các chị cũng người thì năm tip tem đánh răng, người thì một combo canxi. Đấy, thì có người thì có em ở cùng trường thì lấy hẳn một combo Gwinnett. Hay quá. Xong thì cũng có các chị trước đây là bảo trợ của chị thì cũng dùng WordNet tốt đấy. Thì các chị đấy cũng lấy 2 hộp WordNet. Đấy. Nó nói chung là cộng đi cộng về thì tháng này tính ra cũng được bán được tầm khoảng 10 bộ combo WordNet. 10 bộ combo. Lại nên quanh thêm mấy cái beauty, aqua ở đâu rồi các thứ này kia. Thế chả trước... quá 3.000 còn gì nữa nhỉ? Yeah. Đấy, tại vì là chị cũng đặt xuống cả bên dưới để cho chị em bên dưới cũng đạt được mục tiêu ấy. Tức là chị bán được đúng không? Đấy, thì đấy, chúng ta thật ra một nhóm 21% thì đâu cần gì nhiều, cần 3 chị Thùy là 21% rồi mà, đúng không ạ? 3 người như chị Thùy là 21%, đấy, thì thật ra đấy một trong cái bí quyết chị Thùy có chia sẻ ở đây, đây là ghi ra danh sách khách hàng, rồi kết nối lại khách hàng, rồi nhờ bạn bè, nhờ mấy khi đúng không ạ? Mấy khi mới có công to việc lớn, mấy khi đã chốt được đai tơ đúng không ạ? Thì chúng ta, đấy, khi mà chúng ta thực sự là có một cái việc gì đấy rất là quan trọng, thì chúng ta hãy nhờ mọi người. Và mọi người, vì con người mà ai cũng có lòng tốt thôi, gọi mọi người đều hướng về cái điều tốt đẹp, và như vậy thì hoàn toàn có thể là ok. Vâng, rất là cảm ơn chị những cái chia sẻ rất chân thành về cái việc đấy là hàng rào rồi vân vân. Em nghĩ là đấy là một cái kết quả rất là xứng đáng với lại cái sự quyết tâm của chị, và em rất thích một ngày nào đấy em và Sáu rồi một số các bà trợ lại nên thất khê hàng sơn chị nhỉ. Này là sẽ uống rượu không say không về đấy. Hôm trước là đi hội, thật ra là không được uống rượu với các chị. Và nghe nói các chị uống rượu thì rất là hay đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn chị Thùy. Nhất định là sẽ có một ngày nào đấy Sáu nhá, Sáu với lại Kim Trang đàn lịch nhá, hôm nào về đó rồi ngủ một đêm rồi nói chuyện với lại anh chị, biết đâu đó chúng ta sẽ trở thành cái người goalnetter đúng không ạ? Chúng ta xây dựng một cái thị trường ở Lạng Sơn, và đây là cái công việc kinh doanh toàn quốc. Rất là cảm ơn chị Thùy. Vâng, chúc cả nhà thì tháng 4 bùng nổ doanh số tiếp nha. Dạ, vâng, em cảm ơn chị ạ. Thế thì bây giờ chúng ta cùng vinh danh một chức danh cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Đây là một chức danh Goldwriter. Goldwriter là gì? Là anh chị có hai chân tách là Writer. Goldwriter là anh chị có thu nhập hàng tháng khoảng trên dưới 20 triệu trở lên.
Và Goldnighter này anh chị có học bổng dành cho mỗi bé của anh chị là 500.000. Và Goldnighter thì anh chị được nhận chiếc xe tay ga, rồi tham gia hội nghị Dieter với một cái vé miễn phí, đúng không ạ? Và đặc biệt là tham gia hội nghị Gold, được đi du lịch nước ngoài. Đó là Goldnighter.